Các bạn thân mến, giới thiệu với các bạn đây là cái clip số 2. Clip số 1 mình nói về cây nhãn cổ thụ sần chùi. Là cây nhãn này, nó là cái cây 60 năm u biếu sần chùi và tuổi đời cây nhãn ta rất là đẹp, rất là hầm hố. Về cái gốc cây này phải là rất hiếm, độc và lạ. Gần cây thứ hai là mình muốn nói đây là cái cây ổi. Cái ổi này cũng là một cái ổi rất là u biếu, rất là sần sùi, rất là dáng, rất là lạ. Nên các bạn có thể thấy là cái kích thước cây thì nó như trên. Đó, đây là những cái cành ngang, cành này cành ngang, cành trổ xuống dưới và tán đây. Cây này đánh về đã sống ok rồi. Đó. Gốc này là nửa sống, rất là u rồi, những cái vết sùi rất là tự nhiên, dáng rất là đẹp. Đấy. Có thể những anh em nào đấy có thể là giới thiệu cho những người có nhu cầu mua những cây này thì cũng sẽ có phần trăm. Đây cái gốc của nó đây, gốc nó tự nhiên lắm. Dáng này rất là đẹp. Đây, gốc của nó sần sùi. Đó. Đây đây mà trồng vào cái chỗ hiên thì dáng rất là đẹp. Đó. Cành trên này vẫn là ok. Đấy, mình nuôi ra đây mình quay tổng quan, chụp tổng quan một kiểu. Đó. Cái ổi này gốc của nó cũng khá là to đấy, không được. Và cái thân chính của nó, vanh của nó chắc được khoảng 30. Còn cái gốc tít kia thì vanh khoảng 40. Nhưng mà thôi mình cứ tính cái dáng của nó như này. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì đăng cái kênh của mình và cái trang về bonsai cây công trình. Có thể đón nhận được những cái hình ảnh và những cái thông tin mới để anh em có thể giao lưu và mua bán qua cái số điện thoại là 0163 530 5982. Anh em có thể liên hệ. Cảm ơn các bạn, hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những cái video mới của bên mình về cây công trình bonsai hàng độc lạ.